Em giáo dân, những người đang theo dõi kênh truyền thông YouTube và Facebook Giáo xứ Thánh Tuân thân mến. Tôi, Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng, là cha sở Giáo xứ Thánh Tuân, xin thông báo đến anh chị em một tin buồn. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã qua đời. Ngài đã được Chúa gọi về. Vậy giờ đây chúng ta nhìn lại hình ảnh của Ngài lần cuối cùng trước khi hoàn toàn từ biệt Ngài. Kính thưa anh chị em, văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI đã qua đời lúc 9 giờ 34 sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022, tức là khoảng 3 giờ 34 phút chiều theo giờ Việt Nam, tại nơi ở của Ngài là tu viện Mẹ Giáo Hội, nơi mà Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI đã 95 tuổi đời chọn làm nơi cư trú sau khi thoái vị vào năm 2013. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: "Tôi vô cùng đau đớn báo với tất cả anh chị em rằng Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16 đã qua đời hôm nay lúc 9 giờ 34 phút sáng tại tu viện Mẹ Giáo Hội ở Vatican. Thông tin thêm sẽ được cung cấp càng sớm càng tốt. Kể từ sáng thứ Hai ngày 2 tháng Giêng năm 2023, thi thể của Đức Giáo Hoàng danh dự sẽ được đặt tại Đền Thánh Phêrô để các tín hữu có thể tỏ lòng thành kính." Đó là bản tin từ văn phòng báo chí Tòa Thánh do ông giám đốc Matteo Bruni thông báo. Vậy kính thưa anh chị em, giờ đây mỗi người chúng ta đứng trước tin buồn này, nhưng trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô phục sinh, trong niềm tin Mẹ của Chúa Kitô, Mẹ Thiên Chúa chúng ta, mà chúng ta mừng kính vào ngày mai Chúa Nhật 1 tháng Giêng 2023 bầu cử, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto XVI. Xin anh chị em cùng tôi thinh lặng một vài giây phút để chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho Ngài, kết hợp cùng cả Hội Thánh chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng,
và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con trông cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto 16 được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, chúng con xin phó thác linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto 16 trong tay Chúa, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và của thánh bổn mạng của Ngài, thánh cả Giuse. Xin Chúa đoái thương, thưởng công bội hậu cho Ngài nơi quê trời Vĩnh Phúc. Chúng con cầu xin vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.